JK Audio nghe chưa đủ thấy xác tin. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube JK Audio. Vâng, đợt vừa qua bên em có làm một cái video chia sẻ đến các bác, hỏi ý kiến các bác là có muốn bên em làm một cái video chia sẻ về cách nghe trầm, làm sao chính đôi tai của mình mà chúng ta lại phân biệt được trầm hay và trầm chưa hay. Vâng, và đặc biệt là cái trầm sản xuất tại Trung Quốc và cái trầm sản xuất tư nhân tại Việt Nam, thì hôm nay bên em sẽ làm một cái video chia sẻ đến các bác để các bác chủ động nghe và đánh giá được khi mà chúng ta mua một sản phẩm trầm để đạt được cái hiệu quả cao và có cái nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Vâng, thì hiện nay trên thị trường nó rất là nhiều các dòng trầm trà trộn vào, gọi là hàng thì giống tại Việt Nam thôi ạ. Vì hàng giống tại Việt Nam giá thành nó cũng khá là rẻ và chất âm trầm thì nó rất là giàu. Nghe đúng ra kiểu như đúng ra là nghe như kiểu thối tai ấy ạ. Và đặc biệt chúng ta rất là đau đầu, khó chịu. Và đặc biệt nữa là các bác mua cái trầm Việt Nam thì nó rất là lãng phí. Các bác mua về chơi dăm ba hôm các bác vứt đi và giả lại thì không thể giả được. Thì đó là cái hôm nay video em chia sẻ đến các bác, làm sao các bác nghe và cảm nhận được trầm sản xuất tại Trung Quốc nghe tiếng nó như thế nào và cái trầm sản xuất tại Việt Nam nghe tiếng như thế nào. Vâng, chúng ta cùng đi trải nghiệm nhé. Vâng, các bác chờ em một chút xíu, em sẽ cho nhạc lên và chúng ta cùng nghe và trải nghiệm và đánh giá trầm sản xuất tại Trung Quốc và trầm sản xuất tại Việt Nam. Vâng, thì bên em cũng cho nhân viên đi cất công đi mua một cái trầm sản xuất tại Việt Nam để hôm nay làm cái clip chia sẻ đến các bác. Vâng, không phải ngẫu nhiên đâu ạ. Vâng, bên em muốn chia sẻ đến các bác làm sao mà chúng ta biết cách nghe trầm. Vâng, về quy định chất lượng về trầm, đầu tiên chúng ta quan trọng nhất là xuất xứ, thứ hai là chất trầm, nghe trầm của Trung Quốc bao giờ các cái linh kiện nó cao cấp hơn rất là nhiều của Việt Nam, từ những cái linh kiện bên trong, từ những cái củ bát, từ những cái củ bảng mạch, từ những con sò, từ những cục nguồn, và đặc biệt nữa là những cái khung gỗ, cái khung thùng đấy ạ. Vâng, là rất chắc chắn, hàng Việt Nam bên này đấy ạ. Vâng, rất là dở, thì em cũng đang test. Vâng, trầm hay nó phải tính trầm, nó phải gọn sâu, và đặc biệt là cái độ uy lực của nó mà không gây cho chúng ta đau đầu. Và bản nhạc nó được nghe nó sâu lắng, chúng ta trải nghiệm từng nốt nhạc một ạ. Vâng, và khi em đang đánh, bên em chủ đạo là hai cái mẫu sản phẩm, đó là Sub B3 mã là bát 30 đôi đất, mã là 2020, và một Sub B3 2021 bát bơm mặt trước, và bên em đang bày bên góc bên trái đây ạ. Còn bên phải đây là cái trầm của Việt Nam, thì em sẽ đánh cho các bác nghe thử nghe cái tiếng trầm của Việt Nam nhé. Các bác xem mà sau này có mua xem có bị lãng phí không ạ. Vâng, thì đó là tiếng trầm của cái Sub B3 mã là 2020 bên em đang test. Tiếng trầm rất hay, đặc biệt cái trầm mà đạt chuẩn chất lượng ấy, nó tái tạo cái giải siêu trầm rất là rõ rệt, mà những giải siêu trầm, những đôi loa hầu như nó không bao giờ có, nó sẽ tái tạo được và nó tách bạch ra, đó là giải siêu trầm và cái giải bass chung của loa đấy, là cái hàng chất lượng nó sẽ tái tạo được cái giải siêu trầm tốt và chúng ta nghe sẽ phân biệt được rất là dễ dàng. Vâng, thì đó là tiếng trầm Sub B3 330 đôi đất mã là 2020 sản xuất tại Trung Quốc, rất hay, rất chất lượng và tạo giải siêu trầm cực chuẩn, đạt đến giải âm trầm đỉnh cao luôn ạ. Vâng, cho chúng ta nghe rất là sướng tai. Vâng, em thử tắt cái tiếng sướt đi nhé, để chúng ta so sánh nhé. Vâng, đây là nhạc không có sướt đấy ạ, rất mỏng tiếng, rất mỏng. Cùng một bản nhạc này thì em sẽ test cái trầm sản xuất tại Việt Nam. Vâng, các bác so sánh được chưa ạ? Vâng, tiếng trầm gọi là tái đạo giải siêu trầm tuyệt đỉnh luôn.
Rồi em lại thêm trầm vào đây ạ. Vâng, thêm trầm đã được pha trộn một cách hoàn hảo với đơn la mà bên em đang nghe, đơn la full pass 30. Vâng, đợt vừa rồi bên em làm video nhận được khá nhiều comment, các bác muốn Zika Audio hướng dẫn cách nghe trầm, và các nhiều bác cũng rất là tò mò. Đấy, thì bên em hôm nay làm video chia sẻ luôn cho các bác. Vâng, bây giờ em chuyển sang cái B3 2021 ạ, bác 30 mặt trước. Vâng, B3 mã là 2021 tái tạo giải sơ trầm tuyệt đỉnh luôn, hay như nhau. Đây là cái dòng sub B3 công suất cực khủng 500W, nghe căng đét luôn cái giải sơ trầm. Vâng, các bác tưởng tượng là chúng ta nghe trong không gian, cái siêu giải sơ trầm nó tái tạo lan tỏa tràn ngập cái không gian của chúng ta đang nghe nhạc. Vâng, đó là phòng khách, phòng nghe nhạc của chúng ta. Vâng, tuyệt vời luôn ạ. Hàng chất lượng, đảm bảo. Sâu, uy lực mà lại không gây ù tai. Đó là cái nổi trội, vượt trội các cái so với các dòng sản xuất tại Việt Nam. Vâng, chúng ta cứ hưởng thụ được cái giải siêu trầm mà đạt chuẩn ấy. Chúng ta yêu cuộc sống, yêu đời, yêu những bản nhạc trữ tình hay là những bản nhạc sôi động, mình đam mê luôn ạ. Lúc nào mình muốn nghe nhạc. Và để nói một bản nhạc hay không thể thiếu trầm được, nó tái tạo giải siêu trầm cho chúng ta sâu lắng. Bởi một bản nhạc dày sâu, đó là cái giải siêu trầm được tái tạo tốt. Vâng, em sẽ chuyển sang cái súp sản xuất tại Việt Nam mà bên em cất công đi mua. Vâng, chúng ta cùng chờ một lát ạ. Vâng, em đã chuyển tín hiệu sang một cái súp trầm sản xuất tại Việt Nam. Vâng, các bác nghe thấy không ạ? Nó không thể sâu được và nó bị vỡ tiếng, nó cứ bị vỡ tiếng mà nghe rất khó chịu. Đó là trầm rẻ tiền mà chúng ta có thể phân biệt được. Đó, mà cùng một bản nhạc, cùng một mức volume. Đó, em sẽ cho các bác so sánh thấy được cái trầm mà chúng ta mua có đáng giá hay không ạ. Rồi, các bác thấy không? Cái tiếng nó rất xấu, nghe rất thối tai ạ. Và đặc biệt cái tiếng này mà các bác nghe nhiều, các bác cảm thấy rất khó chịu, đau đầu mà các bác chỉ muốn vứt xuống sông, xuống biển đấy ạ. Vâng, đó là một bản nhạc mà nghe trên những súp sản xuất tại Trung Quốc và sản xuất tại Việt Nam, thì chúng ta đánh giá được chúng ta nên mua sản phẩm nào. Bản thân em ngồi ngoài em quay giới thiệu cho các bác mà em cũng cảm thấy rất là đau đầu. Vâng, giờ em thử tắt cái súp sản xuất tại Việt Nam cho các bác nhé. Vâng, em đã tắt súp rồi ạ. Vâng, đôi khi là không có súp nghe còn hay hơn. Vâng, giờ em lại bật súp sản xuất tại Việt Nam lên cho các bác trải nghiệm một lần nữa nhé. Thank you.
các bác thấy không ạ? Cứ cọc 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 kìa. Đây là cái súp sản xuất tại Việt Nam kém, rất là kém chất lượng. Vỏ thùng làm cầu thả. Rồi các bác nghe cứ phịch phịch cọc cọc. Nó không tái tạo giải chất dầm tốt, vì thế nó gây ra những hiện tượng như vậy. Cũng là một đoạn nhạc đó thì các bác phân biệt được các bác nhé. Thì hôm nay em chia sẻ cách thức các bác nghe làm sao mà được chọn cho mình những cái sản phẩm trầm tốt nhất, đạt chất lượng nhất và giá thành cực kỳ hợp lý. Thì các bác hãy chọn những cơ sở uy tín, dù các bác có mua ở gần hay ở xa thì các bác chỉ cần nghe thôi là các bác phân biệt được. Đó là hôm nay video là bên em muốn chia sẻ đến các bác và hướng các bác đến cách nhìn nhận xuất sản xuất tại Việt Nam và xuất sản xuất tại Trung Quốc. Vâng, thì bác nào cảm thấy hay thì các bác hãy like cho em một like nhé. Vâng, để em động lực một ngày chia sẻ nhiều hơn đến các bác. Và các bác nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh YouTube Zika Audio. Vâng, để cập nhật tin tức hàng ngày, bên em luôn luôn cập nhật những tin tức mới nhất. Vâng, thì tần đó thời gian cũng đủ để cho các bác làm sao so sánh được cái chất trầm nghe là làm sao ở cái gọi là góc cạnh phía cạnh hay nhất để các bác phân biệt. Vâng, sau đây em xin phép được dừng video. Một lần nữa cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video ạ. Vâng, sau cùng em chúc tất cả các bác một mình được tốt sức khỏe và chúc tất cả các bác luôn thành công trong cuộc sống. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.